Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị em nhân viên phòng bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Hôm qua có một người khách hỏi Hùng là bên Hùng á, trước đây có bán dây điện với cáp điều khiển vào nhà máy của mình. Nhưng mà xin hỏi là bên Hùng có bán một số cái phụ kiện vật tư trong cái ngành điện hay không? Thì mình nói là điển hình là cái gì chị? Thì chị nói là ví dụ như MCB, rồi MCCB, rồi công tắc tơ, rồi rơ la nhiệt, rồi những cái thiết bị tự động hóa trong các nhà máy đó. Thì mình nói là có bán, nhưng mà chị cần những cái quy cách nào chị có thể list ra và gửi cho em, thì em sẽ từ từ em làm từng một báo giá cho chị cụ thể. Thì thông qua cái câu chuyện này thì Hùng cũng nói với anh chị và các bạn như thế này: Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại dây điện, cáp điều khiển, các loại vật tư ngành điện. Thì hiện tại là trong cái mảng vật tư điện thì nó rất là chung, nhưng mà có đi riêng ra thì nó có rất nhiều loại. Mỗi cái loại vật tư điện thì nó có một số nhãn hiệu khác nhau. Ví dụ như là Mitsubishi thì nó có chuyên về rơ le, công tắc, rồi tất cả những cái thiết bị đóng ngắt. Rồi LS xuất xứ của Hàn Quốc thì nó cũng có những cái thiết bị như vậy. Nên khi mà nhân viên của công ty Phan Nhân bán hàng đó, anh chị em nhân viên bán hàng, mình có được khách hàng đã bán một cái loại hàng này thì mình nên hỏi thêm và chăm sóc khách hàng để khách hàng biết ngoài cái dây điện mà mình bán thì có những cái loại vật tư liên quan để mà anh chị các bạn có thể bán thêm. Anh chị các bạn cứ nói thì khách hàng người ta mới biết, chứ không á là khách hàng người ta sẽ không biết rằng là mình chỉ có bán dây điện hay là bán một số loại vật tư mà mình đang bán đây thôi. Còn lại một cái mảng rộng phía sau, cái mảng nhiều hàng hóa ở phía sau, anh chị và các bạn không nói với khách hàng thì khách hàng cũng không có biết được và họ không có hỏi hàng. Nên chính vì khách hàng không hỏi hàng thì chúng ta sẽ không có cơ hội để bán hàng cho khách. Thì đây cũng là một cái câu chuyện dùng để rút kinh nghiệm, trong đó là cái quá trình mình triển khai vấn đề kinh doanh. Thì bản thân của Hùng là một người chủ doanh nghiệp, một người vận hành kinh doanh, nên Hùng đã làm được điều đó. Còn lại thì anh chị em nhân viên của chúng ta, mình có nên ý thức và cố gắng làm điều đó, tất cả vì doanh số, vì công việc, vì vấn đề khách hàng, và mình phục vụ khách hàng tập trung. Thì hôm qua khách hàng có hỏi Hùng mấy con MCB với lại MCCB, nhãn hiệu của nó Mitsubishi. Thì nhân tiện đây thì Hùng cũng đem lên đây Hùng review để giới thiệu cho anh chị và các bạn, cũng như là mình cũng quay cho khách hàng đang hỏi hàng của mình để biết thực tế cái sản phẩm này hiện tại đang có tại kho của công ty Phan Nhân, và cái đơn hàng này nó đang nằm trong cái giai đoạn chốt. Rất mong quý anh chị khách hàng khi có nhu cầu cái loại hàng này, anh chị các bạn có thể tìm mua cái sản phẩm này tại công ty Phan Nhân, và hoặc là anh chị các bạn thông qua cái clip này anh chị các bạn đã nhìn thấy thực tế cái sản phẩm này rồi. Thì đây là cái nhãn hiệu Mitsubishi, và nhãn hiệu này á, là nhãn hiệu nó đến từ Nhật Bản nha anh chị các bạn, Made in Japan này. Thì cái loại nhãn hiệu này thì chất lượng hàng hóa thì khỏi phải bàn rồi anh chị các bạn, giá thành thì nó lại cao hơn cái hàng LS một chút, và cái chất lượng của nó thì rất là đảm bảo và được tin dùng tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong thị trường công nghiệp, trong những cái thị trường dân dụng, trong cái thị trường nhà thông minh, thì cái hàng này được sử dụng rất là nhiều. Thì đây anh chị các bạn, đây là cái MCB, cái model của nó là 50A 3 pha NF63CV, nhãn hiệu Mitsubishi. Thì cái con MCB của nó như thế này đây. Nó có cổng đấu nối đây anh chị các bạn nè. Đó. 1 2 3. Ở dưới này cũng có 1 2 3. Thì cái này nó có on off. Và trên cái con CB này á, cái con CB này thì nó có những cái thông số cụ thể rõ ràng và những cái dấu hiệu của hàng chính hãng anh chị các bạn. Thì đơn giản là nó như thế này đây, nó là con CB nha anh chị các bạn, CB M
CB Mitsubishi NF63CV. Cái con này á, có quy cách của nó là dòng điện là 3 pha và 50A. Anh chị các bạn, thì thông qua cái clip này, anh chị các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915886916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói cho chúng tôi biết anh chị các bạn đang cần mua cái loại hàng hóa quy cách nào, thì công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh, đồng thời những cái hàng này chúng tôi luôn có sẵn và có thể ship hàng trong ngày. Mình chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.